Chào các bạn, chào mọi người. Chúc mọi người buổi tối nhiều niềm vui nha. Mình có cái này nè các bạn. Đố các bạn là gì? Đợt trước về quê á, cái mà nó thật và ngộ lắm nha. Giờ đi đâu con mắt mình nhìn cũng thấy cây sứ. Mặc dù họ giấu ở đâu mình cũng thấy. Ngộ, không biết sức kỳ. Cứ đi dọc đường này cứ nhìn là thấy cây sứ không chứ không thấy mấy cây khác. Này là mấy cái cây, mấy cái nhánh sứ mà hai cái cây sứ của mẹ ở nhà, hai cây sứ cổ, hai cây sứ mấy chục năm. Xong về ở trên này thì cũng thấy người ta, thấy sứ người ta mà sứ vàng, sứ năm cánh á. Nhiều lắm, cũng thèm lắm. Thèm khác giống như đào đào. Định cắt cái được cái mình dăm chơi. Dăm lên rồi làm này kia chơi, có ý tưởng này kia chơi, nhưng mà trong đầu cũng có ý tưởng này kia. Thì mình mục đích của mình là mình sẽ dăm cái này cho nó lên hết. Xong cái đầu mình mới đầu mình định khắc cái đây này. Mình ghép lại giống như cái hình trước lại. Nhưng mà nếu mình ghép thì nó thành một thân bà nữa rồi. Nên bây giờ mình không thích. Mình chồng nó thành nhiều thân vậy nè. Mình chồng một bó gì xuống luôn. Đó. Nếu mà nó lên á, lên đến một thời điểm nào đó mà cái phần này nó già đi á, mình sẽ cắt. Mình sẽ cắt và mỗi một nhánh mình sẽ ghép một màu. Lúc đó mình sẽ được một bó hoa sứ. Vui nha. Không biết các bạn nào có ý tưởng thì làm cho vui. Mình dâm được một bó rồi nè. Đó, nè, dâm được bó nữa không? Nhưng mà không biết cái nhánh như vậy là nó đủ già để mình ghép chưa thì chưa chắc lắm. Để mình trồng thêm năm nữa. Qua khoảng tháng 5, tháng 6 gì, năm sau bắt đầu mình ghép cho nó chắc. Tại vì nó cũng mới bén rễ đây rồi, chứ nó cũng không có im lắm. Nên là mình sẽ chưa có làm. Bây giờ mình sẽ làm cái phần đó trước. Xong rồi năm sau là mỗi một nhánh vậy là mình sẽ ghép một màu. Mình cố gắng từ đó tới đây, từ đây tới đó mình sẽ sưu tầm thêm nhiều nhiều màu hoa nữa. Ghép vô vui chứ. Thật sự mình, cuộc sống mình nó bận rộn nhiều quá. Nên là các bạn không có nghĩ ra được, có thể là mình sẽ không nghĩ ra được những cái cách nào đó để mình làm cho nó đẹp. Thì các bạn thử mình nghĩ cái gì trong đầu đó mình làm. Mình làm thử nhiều cái nó vui lắm. Nghĩa là giống như đó, là giống như mơ ước á. Mình làm nó có cái mục tiêu. Lúc đó mình chơi nó cảm giác nó không có chán. Bởi vì nhiều lúc cũng thích làm tào lao nhiều hơn là làm nghiêm túc. Làm nghiêm túc thì chắc có lẽ những người mà người ta kinh doanh thì người ta nên nghiêm túc. Tại vì nó cái người kinh doanh thì chắc họ cần cái sự ổn định nhiều hơn. Tại vì nếu mà sản phẩm của họ không ổn định thì giống như cây sứ mà họ ghép không ổn định, họ bán lấy tiền đâu ăn. Mình cũng đói lắm chứ bộ. Nhưng mà không đói. Nhưng mà mình thì chắc kinh doanh cái này không được. Nên là giờ mình chơi đi. Mình chơi rong chơi tháng ngày đi ha. Cho nó vui đời. Xong cái đâu tính sao. Đó. Tính là giờ, nếu giờ mình được 4 bó. Còn không mà khi nào nó ra rễ thì mình tách ra nhiều bó mình làm cũng được. Đó, giờ mình để đây ha. Mình bỏ sữa dừa vô. Mình phải trộn chứ, mình phải trộn cho cháu với sữa dừa vô. Đó, đây là cháu với sữa dừa thôi. Mình nghĩ là mục đích thì mình giữ ẩm nó thôi đúng không? Nên giờ mình sẽ để vô. Chậm vô cái chậu này. Mong là nó sẽ ra rễ. Nói chung nghỉ đông nghỉ tây chơi vui. Làm nói chung là tào lao tí. Nhét vô. Cái chuyện mà gãy nôm, gãy bàn, gãy gì đó tính sao đi. Giờ mục đích hiện tại bây giờ mình là sao làm sao cho nó gãy.
tính. Làm gì với mình chơi mà, đúng không? nó cái này gì nữa, mình có thêm cái này nữa vui đó. Hôm trước về tại cái cây sứ ở dưới nó có nhiều cái nó dạ lắm mà, nên cắt được mấy cái thân nhìn nó quái dâm luôn, đã ghê ghê, chồng nhìn chắc vui dữ. Nghe chưa, giờ mình sẽ nằm ngủ mình mơ ha, mình mơ đến cái một ngày nào đó mà trên một cái bó như vậy nó có nhiều màu hoa đại mỹ nhân này đó, với cái hoa của mình hiện có mình ghép vô, wow đã nha. Cứ mỗi một cây là nó cho mình cái hoa là được rồi. Rồi, mình đi ngủ đây. Chào các bạn nha.